ha. Cái đó là cái mà chị hứa, hứa với em. Còn bây giờ xin mời quý vị đặt thêm câu hỏi và mời anh vợ chồng anh chị đi lên đây để cho tất cả các phóng viên có thể khai thác. Cái câu chuyện của anh chị cũng khá là hấp dẫn. Chắc mà vợ chồng của anh Tiến, mời chị Mỹ nè. Chắc em ngồi đây với anh chị Tiến. Anh. Rồi chút nữa anh lên sau. Dạ. Rồi, anh Tiến với chị Mỹ ngồi đây nè. Dạ. Ngồi đi. Mời chị Mỹ lên đây luôn, chị Mỹ. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi những câu hỏi của phóng viên tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay ạ. Hôm nay quý vị cứ khai thác hết tất cả những gì có thể, Nguyễn Phan Hằng tôi sẽ trả lời không sót một cái gì hết. Và sau cái cuộc nói chuyện hôm nay thì quý vị có đăng bài về tôi thì phải đăng cho nó chính xác, đừng có đăng theo cảm tính làm tổn thương tôi. Bởi vì thật sự qua ra thì quý vị phải thương tôi. Một mình tôi là một người phụ nữ mà dám đương đầu với một cái câu chuyện như vậy thì quý vị phải có một chút lương tâm, một chút tình dành cho tôi. Đừng nói những cái lời nó tổn thương tôi thì phải nói là sức chịu đựng tôi nó cũng có giới hạn. Thì bây giờ quý vị nào có thể đặt hết câu hỏi cho vợ chồng anh Tiến và kể cả tôi sẽ trả lời tất cả những cái gì mà vợ chồng tôi biết được. Mỗi người một hai câu hỏi thì tôi có thông báo rồi, để mà chúng ta có thời gian nhanh hơn để mà khai thác nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời cũng như là chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một khách mời đến từ Hà Nội. Anh không phải là nhà báo. Xin mời anh ạ. Xin chào doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Xin chào anh Huỳnh Uy Dũng. Tôi tên là Lê Tình. Tôi công tác tại Hà Nội. Tôi là cựu CEO của tập đoàn. Cho nên nếu cho tôi kêu gọi thì tôi kêu gọi ông Võ Hoàng Yên phải lập tức làm cái điều này với vợ chồng anh Tiến, bởi vì họ đã lớn tuổi rồi, cái niềm tin họ đã mất rồi, họ còn mất luôn tài sản, họ còn bị ngược đãi, thì cái điều này đối với tôi đã chịu đựng rồi thì không để cho anh chị chịu đựng tiếp tục nữa. Thì quý vị cứ khai thác vợ chồng anh Tiến để quý vị thấy rõ được chân tướng của Võ Hoàng Yên là một cao thủ như thế nào, thì quý vị cứ tự nhiên, quý vị cứ làm phóng sự tự nhiên. Đây là một trong những người thật việc thật mà Nguyễn Phương Hằng tôi và anh Quỳnh Quý Dũng đã tiếp xúc. Dạ. Anh cứ giới thiệu đi ạ. Cái nỗi quan của anh cứ ngồi đi anh Tiến. Trước nhất là tôi kính chào anh chị Hằng Dũng. Rồi cho tôi phép tôi xin tạo điều kiện cho hôm nay vợ chồng tôi có đến đây được nói được lên cái sự thật mà mấy lâu nay chúng tôi đã ấm ức trong lòng, đau khổ cuộc đời nhất trong cuộc đời 5 năm. Thì cảm ơn chị anh chị Hằng đã tạo điều kiện cho chúng tôi. Thứ hai nữa là cảm ơn quý vị tất cả mọi giới, mọi quý vị tất cả đây là có thời gian đến đây để dành chút thời gian để mà lắng nghe chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi được đưa ra những sự thật rất đau lòng trên đó là ông Võ Hoàng Yên đã gây cho chúng tôi bao nhiêu năm nay. Thì xin phép giới thiệu, tôi là trưởng ban, trước kia tôi là trưởng ban chi hội Hưng Nghĩa Tự. Hiện nay ông Yên, thầy Yên đưa tôi xuống là phó ban. Trước đầu tiên là cố vấn là tôi không chấp nhận làm. Bây giờ trung ương và tỉnh độ và chú chi hội là yêu cầu tôi đến là giữ cái chức là phó ban. Hiện nay là phó ban chi hội Hưng Nghĩa Tự tại khu phố 1, huyện thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Là ngôi chùa tôi đã dày công xây cất 5 năm trên 5 năm từ 2013 đến 2018 chúng tôi bàn giao để ra đi thua lui về góc nhà của tôi để an phận thủ thường và chịu đựng trong mấy năm nay. Hôm nay tôi xin tất cả quý vị để cảm ơn và chúc mừng cho quý vị là cầu nguyện quý vị được sự bình an và sức khỏe và cho phép tôi để nói lên sự thật của chúng tôi rất đau lòng trên mấy năm suốt 5 năm nay. Thì đầu tiên tôi là tâm nguyện tôi là người ở Thanh Đa, cư xá Thanh Đa tại đối diện 025 Lô Ca, cư xá Thanh Đa. Xin tự giới thiệu, không phải là khoe hay là nói gì, thì chưa là cái gia đình mà tôi chú là ngồi đi, chú ngồi nói ông nội tôi là sở hữu cái cư xá Thanh Đa, chỗ cháu dịch Thanh Đa góc nhà lá đó. Là toàn bộ nửa khu cư xá Thanh Đa là của gia đình chúng tôi trước giải phóng. Sau này còn lại là chỉ bây giờ còn lại trên 3.000 mét vuông đối diện Thanh Đa, Đô Ca, cư xá Thanh Đa. Thì đầu tiên là tôi năm 2010, tôi nhớ rõ ràng là ngày là 16 âm lịch tháng 10 năm 2010, tôi đưa bà xã tôi là bà cô Mỹ đến chữa bệnh tại cổ đường Trần Não, một cái sạn nhỏ
cái gì Nga đó tôi quên rồi, Kiều Nga hay Quỳnh Nga gì ngay trên cầu Sài Gòn nhìn chúng thấy đó, chữa bệnh đầu tiên cho bà, cho bà xã tôi là với bà già tôi là đau thấp khớp để điểm rồi đó. Thì cái tôi gặp thầy ông Quận Yên là trước đó 3 năm tôi có dị huynh đệ, hồi đó tôi đi từ thiện ở ở mười mấy năm ở cái chỗ ông thầy Quảng Niệm ở quận 12. Thì vị huynh đệ đó có giới thiệu tôi là thầy Yên giỏi rồi, yêu cầu tôi đi theo để chữa bệnh rồi. Thì 3 năm sau là tới 2010 tôi mới gặp cái duyên gặp ngay chỗ cầu Sài Gòn. Thì từ đó tôi là quen biết với thầy Yên. Và sau một tuần lễ sau thì thầy Yên có đích danh đến tại núi, cái núi 7 tầng là ở Hàm Tân hiện nay, có đến vận động chúng tôi là xuống lập chùa. Ông thầy Yên giới thiệu cho làm cái chùa Hưng Nghĩa Tự hiện nay đó. Trước đó tôi có nghe ông thầy Yên nói là ổng là chuyên gia trồng rừng trồng núi, thì tôi mới như anh Dũng nãy có nói đó là làm tâm linh và cái làm cái cho chỗ cho chữa bệnh cho người nghèo và trồng thuốc và trồng rừng, thì chúng tôi mới phát tâm để mà hợp tác với ông Yên là mua đất đai, đứng ra mua đất đai và bỏ công sức làm. Trước đó tôi có hứa hẹn với ông Yên là tôi làm xong khi thu nhập thì hưởng được 50-50 chia với chia chác với ông thầy Yên. Thì tại sau đó rồi tôi mới thấy những đi tìm hiểu tiếp tục là vô chỗ Hưng An, Hưng An Tự là cái chỗ chị Hằng xây cái chùa đó. Thì tôi mới thấy ông thầy Yên là từ thiện theo đúng cái tâm nguyện của tôi, đúng theo cái sở thích và tâm nguyện của tôi, cái cuộc đời của tôi. Thì tôi mới phát tâm là xin là ông Yên là tôi rút lại cái lời hứa gì tôi Bùi Văn Tiến này tới nay chưa nói với ai hai lời, nhưng mà hôm nay nói hai lời là rút lại cái lời nói là chia 5 năm. Thì tôi thấy những diện công tác ông nên làm từ thiện, làm giúp cho người bệnh nhân thì trong đó phù hợp đến ý vô. Tôi mới phát tâm tôi nói là thôi trời ra về sau là tôi rút lại cái hai lời của tôi, là rút lại cái lời nó hứa với tôi với thầy ở trên núi chia 5 năm sau cái thu nhập. Rút lại là thôi thầy tùy ý thầy muốn cho bao nhiêu cho, thì sau này thầy thấy cái công sức của chúng tôi, vợ chồng tôi làm thì thầy cho bao nhiêu thì cho chứ tôi không đòi hỏi nữa. Mà trong cái tiền đó chúng tôi cũng làm từ thiện đó, chúng tôi tại vì nói thật đó là chúng tôi không phải người nghèo khổ, cũng có đất ở Thanh Đa, cũng hiện giờ cũng hàng trên hàng trăm tỷ, nhưng mà chưa có cơ duyên, chưa có tới đã nhận tiền đền bù giải tỏa được, chưa bán được, thì hiện giờ không có tiền, thì tôi góp công sức cho thầy làm để cho cứu cho theo tâm thiện của thầy với tôi. Thì từ đó tôi đứng ra, vợ chồng tôi đứng ra, là vợ tôi là đứng ra mua đất cô Mỹ ở đây, mua đất là trên 300 hecta, gần 300 hecta, nhưng mà hiện nay đã nhà nước cấp sổ đỏ cho là 190 mấy mẫu đất cho thầy Yên, và bán mua tất cả của người dân ở đó, đứng ra mua từ cái giấy tay mà tạo nên thành sổ đỏ đất núi mà bây giờ có sổ đỏ đầy đủ ra cho thầy Yên là 190 mấy hecta. Rồi sau đó thầy Yên giới thiệu cho tôi là Trung ương Giáo hội giới thiệu cho tôi là đứng ra để là pháp nhân làm, đứng là trưởng ban, tức là người thay thế cho trụ trì ở trên tịnh độ, là không có trụ trì, không có sư, chỉ là cư sĩ để làm trưởng ban là thay thế trụ trì. Từ đó tôi xuống núi, trước đó tôi đã tạo cái núi đó là cho tài sản của chúng tôi, vợ chồng làm nên đó là 4/4 tỷ. Sau đó tôi cúng dường cho thầy Yên và xuống làm cái núi ở dưới đất này, thì thầy Yên khuyến khích tôi là xuống làm là lấy thầy ông có cái công đức, ông có tài. Thứ hai là sau này tôi mới biết hiểu là ông thầy Yên ông lợi dụng vào cái tôi có trên 30 mẫu đất núi mà hiện giờ có 19 mẫu 19 hecta là có sổ sách, còn đó là trên bản 30 hecta đất núi. Thì thầy Yên nhìn thấy cái đó là sau này mới biết là suy nghĩ và những thấy những diện thầy Yên làm rất là cao siêu, rất là tinh vi. Như chị anh Dũng và Hằng vừa nói ra, tôi xác nhận chứng nhận đây là chuyện anh Dũng và Hằng nói không có lời nào sai trái hết. Thì tới chừng đó tôi đã trải qua rồi. Đó là tôi mới hợp tác với thầy Yên là đứng ra xây cái chùa đứng pháp nhân. Thầy Yên biết là tôi có núi cả 20 hecta và đất ở Thanh Đa tôi trên 3,000 m² cho cha mẹ ông bà để lại. Và tôi có cái tài năng tôi làm ở đó, tại tôi là hai bàn tay trắng mà ra đây xây dựng làm núi, mua đất làm xây dựng lên cái tài khoản đó với 10 mấy hecta ở dưới đất nữa để trồng thanh long. Thì thầy Yên nhìn thấy những cái đó là thầy Yên thấy mà tôi có cái tài năng đó và có cái uy tín ở ủy ban địa phương ở Tân Nghĩa rất là quý vợ chồng chúng tôi. Tại chúng tôi tâm ý ra đó là làm từ thiện lo cho dân, tạo nhà cái đất tình thương tình nghĩa, rồi đường xá điện nước là chúng tôi lo cho cái địa phương đó, thì địa phương đã nắm rõ. Vì vậy địa phương tạo điều kiện giúp cho chúng tôi từ xây cái chùa, mua đất, đứng ra mua đất là xây cái chùa. Và trong 5 năm tôi làm trưởng ban, vợ tôi là trưởng ban hậu đạo, tôi là trưởng ban y tế phước tiện và giờ chỉnh lại là trưởng ban tri sự. Từ đó tôi làm 5 năm trong 5 năm làm cái chùa vừa xong là trên 90%.
Thì ông Thị Yên, ông tạo nhiều cái tạo điều kiện do cái thằng Thiện Thành, tức là Lê Hoàng Tiền, là giám đốc công ty Phong Vũ ở Sài Gòn mình, Di Tính Phong Vũ đó, thì giao đó cho thằng đó làm. Và con Bùi Thiên Ngân là tức là con Kiều, và Tống Phước Phong là hai vợ chồng, với hai chồng tôi trong đó có 6 người để làm đầu tiên cho Thị Yên. Thì sau này lần lần tôi mới biết Thị Yên là người là có công khéo, rất tinh vi, là làm ấy là lừa đảo những người như chị Hằng và chúng tôi. À, chị Hằng đó là trước đó tôi có về tâm linh, có ăn chơi nó cho tôi biết là sau này chỉ có một người phụ nữ để đứng ra làm sáng tỏ vụ này đưa ra, chứ không ai đưa ra nổi. Thì biết đó, trước đó là tôi biết là tôi không có tư cách, tại mặc dầu tôi chuyện thật việc thật nhưng mà không đưa ra được với tư cách ông Thị Yên rất là hay là tinh vi, không ai nắm được cái tẩy cái đuôi. Rồi ông làm là tôi gọi là khéo từ chối mà xin buộc tội. Ông làm những chuyện tôi xảy ra nhưng do tôi gây rất đau khổ, mà Thị Yên là bắt buộc những ý của tôi vợ chồng tôi phải mang ơn ông Thị Yên suốt cả đời và không được phản thầy. Tôi có nguyện là tôi làm gì làm những mang tiếng phản thầy, để mang tiếng phản thầy thôi. Vì lẽ đó trong mấy năm nay tôi phải chịu đựng. Biết Thị Yên trước đó là luật sư đại học lực, nên mình thấy mình hiểu tư cách là mình không thể nào mà đối chấp với ông được, không thể nào vạch trần cái sự việc mà làm sai trái ra. Vì vậy lẽ tôi cắn răng chịu đựng lặng lẽ mấy năm nay. Hôm nay có cơ hội này tôi mới lên đây để mà nói lên sự thật, để nhờ quý vị tất cả cộng đồng, tất cả trong và ngoài nước, để đưa lên sự thật này, để ngăn chặn những cái trò mà của thầy Yên và những cái đám đệ tử. Trong nói về đệ tử tôi rất đau khổ, vì tôi cũng là người đệ tử đã quy y thầy Yên, là quy y là đó, tôi là người đi khắp bông ba cả cuối miền đất nước, là từ mũi Cà Mau đến Đồng Hà, Đồng Hới, xây dựng nhiều chỗ nhiều nơi nhưng làm không được, giao bỏ đi 9 chỗ, rồi điểm thế này điểm thứ 10. Thì là tôi biết thầy Yên vậy, tôi không dám đưa ra được vì cái là hoàn cảnh của mình. Sau này trong tới ngày đến thời này thì có người đó sẽ đưa ra cái người phụ nữ tăng trên đó cho tôi biết, là người đó sau này biết là tôi nói với bà xã tôi và tất cả thân người thân tín ở địa phương đó, sau này chị Hằng sẽ vạch trần ra tất cả, chỉ chị Hằng là ân trên đấy, là giao chị Hằng là thế thiên hành tạo, chứ là đấy, không phải định, không phải nói này định đấy đấy, nhưng mà tôi nói công tâm sự thật đó, là chỉ chị Hằng làm được thôi. Vì vậy khi mà nghe thấy được cái này của chị Hằng, tôi đặt tôi tìm đến để cầu khẩn xin anh Dũng Dị Hằng trợ giúp cho tôi để đưa ra sự thật này mà đã lắng chịu trong mấy năm trường, chịu rất đau khổ mà rất là phải chịu đựng, và có cơ hội này xin phép anh chị giúp đỡ cho chúng tôi đưa ra, chứ không ai thể nào mà đưa ra cái việc này đâu. Tôi rất còn người, nhiều người thân như nãy nói ông Thắng chúng tôi biết, và ông Thiện Huệ ở bên Mỹ, các cái chùa Hưng An Tự ở bên. Thì bây giờ anh phải nói cái thủ thuật của ông Yên. Ông Yên, ông làm sao để ông lấy được đất của anh? Cái này là cái vấn đề mọi người cần nghe. Nghe của mình nè. Nghe, chứ còn anh nói lòng vòng thì cũng không biết đường nào. Anh cứ nói là cái thủ thuật của ông làm sao để lấy đất của anh. Và anh không nhận được một đồng nào mà anh trở thành con nợ của ông. Cái này là cái thủ thuật của ông. Đó, và luật sư Trí là một trong những người đã theo ông Yên rất lâu, mà đã hỗ trợ cho ông Yên trong cái công cuộc mà đi lấy tài sản của người khác. Cái ông luật sư Trí mà cái ông mà bị hằng xơi đó quý vị. Giờ nói cái cuộc của mình thôi. Thì cái cuộc này hồi xưa là trước năm 2017, tôi có miếng đất ở Thanh Đa, là riêng phần sở hữu của tôi là 1290 mấy mét, gần 2000 mét. Là cái số đó là tôi được hưởng đó. Thì khi tôi tâm sự với con Thiên Ngân là con Kiều đó, là tôi sợ tôi sau khi tôi không làm được cái hoàn thành ha, có bị hại hoặc bị mất đi chưa làm được, thì thủ tục mà thưa kiện này kia nọ tranh đấu thì tranh chấp thì nó lâu. Tôi biết vậy thì tôi sợ tôi khi tôi có chết rồi nè, tôi cầu nguyện tôi có tới 61 tuổi là chết thôi, đừng sống lâu sâu tội. Thì tôi xin đó, thì ông con Kiều nó mới bàn qua luật sư, nhờ luật sư làm là người tôi nói nếu mà tôi có mất đi chưa làm được tâm nguyện xây dựng chùa chiền chùa núi rồi đó, những chỗ mà tôi tạo điều kiện cho những người nào tu ở và sau này có thể là chỗ chạy và dưỡng lão hoặc các câu như diện, tâm ý của tôi là nguyện làm là như thế, hỗ trợ. Nhưng mà làm không chưa được thì tôi sợ tôi chết mất rồi chưa làm được. Tôi nhờ luật sư thì con Kiều nó mới giới thiệu là nó nói thôi để thầy Yên làm đi. Thì lúc đó thầy Yên là người có đại học luật, luật sư đại học luật. Tôi nghĩ là tôi mình chưa rành về pháp luật, sao mình vậy khi mình chết á, thì có được nhờ thầy làm. Thì thầy hứa nhận với tôi là đứng ra để sau khi làm cái gì chú cái gì bằng ủy quyền cho thầy Yên, sau khi tôi mất thì đâu có thầy vẽ ra thì thầy Yên đứng ra làm tiếp cái tâm nguyện của tôi. Thì sau đó thầy Yên mới bàn với tôi tại cái căn phòng luật sư á, trước đó 2 ngày trước. Thì con Kiều Thiên Ngân nó gọi là cho luật sư, thì tôi nói tôi thật tình xin lỗi, tôi có ấn tượng với luật sư là nhiều khi tôi bị cũng như gì luật sư đã gạt rồi, thì hôm nay tôi không tin tưởng luật sư nữa. Nó nói riết tôi phải nghe là thôi để thầy làm đưa ra cái công chứng qua phường số 789 ở Tạ Văn Vũ á,
thì thôi bắt lại đó. Mới tôi với Thiện gọi là rõ thuận nhau để làm cái giấy gì gì bằng và cái ủy quyền. Thì Thiện mới nói là cái ủy quyền này không á thì không có, sau này không làm được, khi tôi có chuyện gì xảy ra mới làm cái gì bằng là có nợ số nợ gọi là nợ khống. Là thật sự tôi không có nợ đồng nào hết, nhưng mà Thiện đưa lên cái nợ đó là tôi làm cái núi đó riêng của tôi, là cái núi trước của tôi là 4 tỷ trên 4 tỷ. Và làm cho thầy Yên giữa hợp tác nhau là 7 tỷ mấy nữa, là 1 tỷ mấy. Thì ở dưới phòng, ở dưới chùa Bắc Lại tôi làm thì có luật sư Trí ngồi trên cái cầu thang. Thì ở luật sư Trí mà cái người mà ngồi ở Tịnh Độ vừa rồi đó là hai bên ngồi với thầy Yên đó, với anh Dũng đó. Thì là bàn bạc lên cho tôi tổng nhất là thôi giờ thầy nói có điểm chỉ, sau này tôi có lấy lại cho ông được, có số nợ chứ không, nó không 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 được. Thì tôi thống nhất tôi đồng ý. Rồi trong đó tôi khẩn nghĩ là thầy là người thầy của mình, sư phụ. Mà không lẽ nào thầy là gạt mình, lừa gạt gì đó, tôi tin tưởng với tôi khả nể khả tin. Thì chứ không có đời, tôi không dám nghĩ ai xấu, mình người làm tốt thì mình cũng nghĩ ai tốt như mình. Thì tôi mới đồng ý đó 11 tỷ mấy. Thì sau khi mà đưa lên đồng ý thống nhất rồi dự khảo thảo thôi. Thì đưa lên lầu là ông thầy ông đánh lại với chỗ luật sư cái bàn đánh nhau, đánh nào là thỏa thuận với nhau là đánh vô cái bảng là 24 tỷ 600 triệu. Thì tôi lúc đó tôi sơ ý, tôi nghĩ là lãi rồi mình kê xuống mình ký chứ mình không có coi. Không coi đọc lại cái 24 tỷ này. Nghĩ là ông nói bàn trước là 1 tỷ mấy thôi. Xong nó thì sau đó rồi để đem về giao nhà ký rồi thì đem về nhà con Thiên Ngân tại C3 Phạm Hùng á. Nó giữ lại giấy tờ để giữ đó cả gần 1 năm trời. Thì sau đó tôi mới biết là một người đệ tử là chỗ Nguyễn Văn Hải và Phượng Trần Thị Phương Linh là đệ tử là cũng trong đồng đạo đồng môn. Thầy Yên giới thiệu vô là làm giấy tờ cho tôi là lúc đó tôi bán miếng đất đó là lãnh tiền đền bồi có 30 tỷ. 31 tỷ trở lại thôi. Thì bạn của tôi là cái tiền này đó, ông bỏ thì ông làm bán lúa non ổn thì ấy thôi để cho đệ tử nó làm. Nó làm rồi nó đưa báo cáo là cái tiền mà trên lệch á khoảng 50-60 tỷ, lúc đó giá thị trường lúc 50 triệu tới 60 triệu mét vuông. Mà tôi bán có 24 triệu là 30 tỷ ngoài 30 tỷ. Thì có giao kết với Thiện là với các anh em họp trong đó là giao là tôi chỉ hưởng được đầu tiên có 3 vài cái số tiền mà tôi ký hợp đồng với Địa ốc Sài Gòn á. Còn cái tiền trên lệch này á, thì giao cho Thiện Thành là Lê Hoàng Tiền á. Nó đứng nó làm rồi bỏ dư ra cái số tiền trên lệch đó để cúng vô chùa làm. Vì chỗ cái chùa mình đang làm, đang thiếu nợ, đang này kia nợ đính đâu đâu là trả tiền. Là Thiện chuyển về khi 100-200 triệu thôi chứ chưa bao giờ được từ 300. Từ 100-200 triệu lại thôi mà tôi làm rất mốt nó rồi. Mới đầu là 50 triệu Thiện chuyển về, tôi có 50 triệu mà tôi cắt cái chùa đó được. Rồi đó là thầy Yên mới là... Cái theo 24 tỷ này, 24 tỷ 600 triệu này tôi không biết. Sau đó tôi mới phát hiện ra 24 tỷ 600 triệu thì mấy đứa nó nói với tôi là tôi đã bị lừa rồi. Tôi còn cãi với nó là thầy, mình nhờ thầy giùm, làm giùm mà đâu có bị lừa. Không thể thầy làm vậy. Nó đưa giấy tờ tôi coi thì tôi phát hiện ra thì xuống yêu cầu là phải quỷ. Phụ giùm cho. Yeah. Anh vậy anh nói về lần hỏi anh em không hiểu gì hết. Cho tôi mượn tôi đối phụ giùm cho, tại vì tôi có đọc hồ sơ. Nói chung là... thưa các bạn như thế này, anh này là anh Tiến hay là chị Mỹ là vợ của anh Tiến, thì trước đây có nhận là lương y Võ Hoàng Yên làm thầy, và trước đây là người đứng tên để xây dựng cái ngôi chùa Hưng Nghĩa Tự, là trưởng ban thì giống như là trụ trì như thế đó. Và bây giờ là Võ Hoàng Yên đứng thì đứng ra xin phép đồ xây dựng, thì trong cái thời gian ông này thì cũng muốn hành thiện. Nhà thì có tài sản miếng đất khoảng cỡ 3.000 m² ở tại Thanh Đa. Thì lúc đó tổng công ty Sài Gòn, Địa ốc Sài Gòn tới giải tỏa đền bù. Nhưng mà vì đất này chưa làm giấy tờ nên nó trị giá là khoảng cỡ 30 tỷ. Thì đem cái chuyện này với kể cho đệ tử và kể cho gọi là ông này gọi là thầy Yên. Đi biết được cái sự việc đó thì nói rằng là để cho một cái đệ tử đó nó đi chạy giấy tờ, để làm giấy tờ xong thì đền bù lên được 50-60 tỷ. Và ông này hứa là cúng chùa là 11 tỷ ha? 10 tỷ. Mới đầu có 5 tỷ thôi. Mới đầu 5 tỷ, nhưng mà hứa cúng chùa là cái ngôi chùa ông này đang xây, cũng là giống như là trưởng ban á. Thì chùa thì ông này trưởng ban là chủ tài khoản, nhưng mà ủy quyền cho cái cô đệ tử của Võ Hoàng Yên. À, và là điện số điện thoại trên chùa thì Võ Hoàng Yên đứng. Thì á, là với gài vô cái chuyện đó thì ông này với bây giờ đi chạy thì phải là có tiền. Thì cũng trong đệ tử với ứng á, là 4 tỷ, 3 tỷ 6 gì đó.
thì đưa cho một đệ tử khác là tên Hải để đi chạy chuyển tiền đàng hoàng. Thì khi ứng tiền xong là cái cậu này chạy mất. Có giấy chuyển tiền tôi coi đàng hoàng. Thì coi như tự nhiên ông này nợ 3 tỷ 6 đất là không. Xong rồi ông này làm một cái giấy vi bằng, là coi như là cái tiền kia là 30 tỷ là cái tiền ban đầu của miếng đất sẽ được đền bù. Và nếu đền bù lên á là 55, 56 tỷ không? Thì cái số tiền còn lại á là cúng chùa là 10, lên là 10, 11 tỷ gì đó, 10 tỷ. Thì lập cái vi bằng. Xong rồi á là dụ ông này ký quỷ cái vi bằng đó và cái số tiền đó. Nhưng mà trong này á là chính tay của Bổ Hoàng Yên viết là ông này thiếu nợ thành 24 tỷ 600 triệu. Tôi coi giấy tờ phải nói tôi thấy đau lòng. Thật sự tôi đọc vô cái hồ sơ tôi thấy phải nói là tôi rơi nước mắt với một ông bà rất là hiền từ. Các anh chị dồn gương mặt rất là nông dân chấp phát trình bày cũng không biết như thế nào, mà đã từng gọi là thầy mình đó, và cũng vì thiện. Xong rồi á là nói bây giờ cúng 10 tỷ để chúng ta, anh sẽ nói cái vụ mà cúng 10 tỷ thì ông bà cử quyền chưa có siêu thoát được. Đó, phải cúng 15 tỷ với siêu thoát. 10 tới 15 tỷ. Đó, tôi ngồi nghe ông bà này kể mà phải nói là mình đau lòng. Tôi muốn hệ thống hóa lại cho anh em ở đây nắm cái sự việc. Tức là từ cái chuyện mình có cái miếng đất đó, thì ở ngoài này là ông lại có 19 mẫu ở ngay chỗ Hàm Tân gần cái chùa. Thì bây giờ là với căn cứ vào cái nợ 4 tỷ kia đó, 3 tỷ 6 kia, thì xiết cái miếng đất của ông này. Và đồng thời á, cái nhà chỗ Thanh Đa á, tự nhiên á, lại nợ 24 tỷ 6. Trong khi á, Tiến không có nhận được đồng bạc nào hết à. Nên ở đây á, là cũng có kiến nghị cơ quan pháp luật rồi. Bây giờ chỉ có bắt cái anh Hải này vô thì nó ra hết việc à, ra hết việc. Thì tự nhiên Võ Hoàng Yên viết bằng chữ tay đàng hoàng, viết tay để hủy cái vi bằng cũ 11 tỷ. Xong rồi hình thành á, cái mới á, là coi như là nợ 24 tỷ 6. Mà nợ cái chưa thấy đâu hết á, nhưng mà ký nhận nợ. Tức là thay bằng á, là 30 tỷ. Tôi nói anh em hiểu là cái ban đầu mà người ta đền bù mình lấy liền 30 tỷ. Mà nếu đi chạy á, sau này được cái phần chênh lệch lên á là 54 tỷ, thì coi như 24 tỷ này là thiếu nợ. Thì ký cái giấy thiếu nợ cho Võ Hoàng Yên 24 tỷ. Mình thấy một cái thủ thuật mà để lừa đảo như thế phải nói là thật sự là kinh hoàng đó. Nên á, anh đến nhà mình anh nói mình rưng rưng nước mắt. À, mình thấy mình nói chung là cũng rất là mình cũng xúc động. Và tôi là tôi cũng có nói, tôi nói vợ tôi hồi nãy có nói cái vụ 200 tỷ đó, thì nhường lại cho những nạn nhân của Võ Hoàng Yên à, à, những nạn nhân. Đây là một nạn nhân. Còn cái anh Thắng á, đi huy động khắp nơi trên thế giới về để góp vốn vô 5 tỷ lấy tiền đưa cho chị này đi mua đất, miếng đất còn đó. Xong rồi là hình như giải thể cái công ty luôn, lấy tiền của ta xong giải thể công ty. Anh Thắng á, là đúng ra bữa nay lên nhưng bị hâm dọa sao bao dây gì chứ đó. Hồi nãy tôi có chờ anh em công an tính tới nhưng mà anh tắt điện thoại thì không có rước được đó. Đây là những cái nạn nhân, mà đây là còn nhiều nạn nhân nữa đó. Nên nó là phải nói là con người là rất là chốc phát. Những cái chuyện ngang trái như thế này thật sự không thể chấp nhận được. Đó, những cái người này nè, tính ra thiệt hại về vấn đề đó, bị lừa còn nặng hơn chúng tôi gấp trăm lần. Riêng chúng tôi thì thật sự đến giờ này tôi nói thật với các bạn là hạnh phúc lắm, vui lắm, không còn phiền não nữa, vì mình đem lại được một cái sự thật cho cộng đồng, cho xã hội, đặc biệt là các cơ quan truyền thông của chúng ta. À, bao nhiêu năm nay chúng ta cũng bị ngộ nhận, bản thân tôi cũng ngộ nhận, rồi nhiều người ngộ nhận à, thì qua cái ảnh thì ảnh gửi đơn cho Bộ Công an là trước đây hơn 2 tháng rồi. Và sau đó tại vì là nhiều việc thì vừa qua thì cái sự việc nó xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh có làm lại cái đơn gửi cho Công an thành phố Hồ Chí Minh là chung với chỗ của chúng tôi à, thì chắc cũng là có mời làm việc là đúng không à, thì sẽ có chờ đến cơ quan pháp luật để đem lại sự công bằng. Mà nếu mà cho tôi có một lời để nhắn gửi với Võ Hoàng Yên, căn cứ vào tôi không nói đến luật pháp mà tôi chỉ nói vào luật nhân quả thôi, gieo cái gì gặt cái nấy.
Nếu trong một cái con người dù có tàn ác, tà tâm đến cỡ nào, xảo trá đến cỡ nào, nhưng mà cũng có một cái chút cái tính Phật á, nó còn nén, nó bị đè đâu trong đó. Đó, không? Hãy thức tỉnh đi đó, và làm những cái việc đó để đó, là nhìn lại những cái hành vi của mình lừa, nhất là những người nghèo khổ, những người đã từng đó, chung với mình, giúp đỡ mình đó, và đồng thời đó, là đặc biệt đó, là người đó lớn tuổi của mình đi nhận mình làm thầy, là đệ tử nữa mà đi đi nhận những cái tài sản, đi kiếm những cái đồng bạc đó, đó. Tôi nói thật đó, không bao giờ bền hết đó, và đặc biệt là nên trả lại những gì thuộc của ba tánh mà mình nói, thông qua cái chuyện lừa đảo chữa bệnh hay là dùng những cái tà thuật mà để dẫn ta vào cái mê tín, mà giống như nãy đó anh nói đó, là cúng 10 tỷ ông bà chưa siêu thoát được, phải 15 tỷ, tức là hiện nay á, nó còn trả giá lên nữa đó. Thì ví dụ này để anh nói thêm, nhưng mà tôi muốn trình bày một cái sự việc, tức là không cầm được đồng bạc nào, tự nhiên tài sản hai nơi coi như là nợ nần bốc hơi hết. Ở đây chút nữa anh cần á, các bạn anh photo cái giấy viết tay của Võ Hoàng Yên cho các anh các chị, và cái đơn đó mà anh gửi cho công an các anh chị xem. Thì anh cứ nói tiếp cái vụ mà cúng sao đó, anh nói tiếp. Sau khi tôi biết cái vụ này đòi nói thì thầy biểu yêu cầu đi quỷ cái gì bằng đó, mà ông đó ông đi quỷ thì quỷ là cái số tài khoản đó và nội dung đó thôi, chứ không quỷ cái số nợ. Dưới câu dưới có chót trong cái gì bằng đó, đó thứ hai á, thì đó là để trong đây là ông Tiến quỷ cái gì bằng, nhưng mà cái phải trả dứt điểm số nợ 24 tỷ 600 triệu này. Đó là sao tôi tính là ông ấy rồi, tôi không coi ông ấy tin tưởng mà. Rồi tôi về tôi coi mấy đứa ông còn đấy, ông còn vẫn còn nợ phải trả. Thì nên tôi yêu cầu nếu thầy không quỷ giết thì là chính thầy là lừa đảo, người ta sẽ đưa chuyện này ra. Rồi ông mới giết tự tay, ông giết trong mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ, mới chính tay ông giết cái giấy này là cái giấy thứ ba cuối cùng là chính tay ông giết. Mấy kia là ra quỷ nhưng không quỷ chỗ nào. Đó vì vậy nếu không, tôi không làm ra được cái vụ này, không đưa ra được cơ mai đưa ra thì tôi vẫn nợ 24 tỷ mấy. Và nợ cả là nợ hứa cúng cho chùa 10 tỷ. Và mất 4 tỷ ở ngoài núi, bây giờ hiện ngoài núi bây giờ nó tới nó rào hàng rào hết, nó chiếm đoạt 3 năm nay, từ năm 2017-18 chiếm đoạt là do thằng Thiện Thành, là thằng Lê Hoàng Tiền Công Vũ, nó rào hết không cho mình đi vô, nó hâm ra dọa chém giết tôi từ nhiều các hình thức lắm. Nhưng mà tôi người không có xài điện thoại di động, không điện thoại ấy, tôi xài cụ bắp không ghi âm được, nó đưa về giang hồ, nó đưa về tôi phải quỳ tôi lại nó, mà xin mày ấy xin cho tao đó, mà hai mẫu đất thôi để tao làm cái ý nguyện của tao đó. Giờ xưa nay chứ hồi xưa tôi trốn đời trốn đạo, tôi lên núi tôi ở bất mãn chán nản xin di tản ở núi năm 2017 tới 2013, 6 năm trời, 2007 tới 2013 là không xuống núi gặp ai hết. Nhưng mà ông Hoàng Yên ông lên trích lại núi tôi, ông cho tôi cái niềm tin là ông chữa cho cái bà đó hết bệnh. Khi đó mình thấy mới quá hay, sau khi chữa cho bà này rồi đến ngày tuần lễ sau ông lên trại cái núi đó, ông chữa cho cái bà đó là cũng vị cũng chồng bà là công an ở địa phương đó, rồi lên chữa cho bà. Khi mà đính tôi đưa lên là đi không được, nhưng mà lên là tới núi là ông chữa xong rồi bà nó chạy vòng vòng được, rồi đi xuống núi mình được. Thì thấy mình quá hay, mình cũng ngộ nhận ở chỗ đó. Hồi xưa mình ngộ nhận như anh Dũng đã nói, ngộ nhận cho đó thấy quá hay. Những người phim, câm phim. Trời, bây giờ anh chia sẻ cái vấn đề mà ông Võ Hoàng Yên đã chữa bẻ cổ một người phụ nữ mà sau đó về chết luôn đó quý vị. Quý vị khai thác cái chỗ này đi, không phải là ở Mỹ không đâu. Rồi thêm một người nữa cũng bị ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, sau đó bẻ tay về ông ấy cũng chết, là cha của một thầy sư mà hôm qua có một cái clip gửi lên đó. Thì quý vị thấy rằng là chữa bệnh đã không hết rồi mà nhiều khi là còn bẻ gãy cổ người khác. May mắn là có những người bây giờ mới thấy mình may mắn là mình chưa gặp được ông Võ Hoàng Yên đó quý vị. Cái này đó em xin là chứng minh cho thật là cái đó là em tôi đã nghe bên Mỹ mấy người điện về nói, nhưng mình thật sự mình không thấy không biết. Tôi không có đi, tôi không có đi đến nước ngoài, tôi ở đây tôi làm chùa thôi. Là có tôi biết là ở tại Gia An thì có bạn bấm bằng giờ nó bú cổ, là bấm rồi cái gì đó chưa nắng quá nóng lực quá rồi bị lên cơn là khó không được, có đưa ra bệnh viện là hàm ta bệnh viện Tánh Linh, mà xui xẻo cho cái Tánh Linh là không có đầy đủ phương tiện, không có oxy thì vậy đó bị chết đó. Chết cho một người ở Gia An thì tôi biết thật đó. Là còn bên Mỹ là mấy người điện gì mình không có gì, tôi không có chứng cứ thì tôi không dám nói. Tôi đây người đó giờ ăn thật nói thật làm thật, tôi nói thì trong quý vị cũng trên quý vị cũng đừng tin tưởng tôi, chỉ kiểm chứng lại hoặc là xem lại rồi tra lại, chứ tôi nói cũng quý vị cũng đừng tin tôi thì đó là quý vị sẽ xem lại.
Tôi cũng giống như quý vị ơi, là... cái này Hằng cũng chia sẻ thêm quý vị rằng là khi mà anh Tiến với chị Mỹ đến với lại gia đình Hằng á, thì cái tâm trạng của anh nó lúc đó là rất là hoảng sợ. Kể cả có chị ngồi đây mà nói tới ông Võ Hoàng Yên là hình như là anh Tiến anh rất là sợ, vì là anh sợ giang hồ, và thậm chí ngồi ngay tại nhà Hằng đây mà giang hồ còn gọi vào hâm tại đó luôn, là đi đến nhà Hằng. Thì cho nên là quý vị hết sức là thông cảm là anh Tiến ảnh có những lúc ảnh bị hoảng loạn, đúng không chị? Dạ dạ đúng vậy. Có đúng không? Cho nên là sự thật đây á, là Hằng muốn nói đây là nói về một cái công lý cho một cái người mà già như anh chị mà còn bị ông Võ Hoàng Yên làm như thế. Cho nên cái cách ảnh nói chuyện trình bày nó không có được lưu loát, và nó không có để cho quý vị nghe hấp dẫn, là bởi vì bản thân ảnh rất là sợ ông Võ Hoàng Yên, sợ giang hồ, sợ bị trù dập. Và thậm chí là chị đã từng nói có những lúc mà ông Võ Hoàng Yên chơi một cái đòn là đánh vào hai vợ chồng này ly gián nhau để rồi là không còn có cơ hội để mà thua kỳ ông Võ Hoàng Yên nữa, gieo cho anh Tiến về một người vợ không tốt. Là quý vị thấy là ông cao thủ như thế nào rồi. Nếu mà Hằng là một người không bản lĩnh, không có đủ chứng cứ mà Hằng là đem ông Võ Hoàng Yên ra, thì chắc chắn là Hằng với anh Dũng cũng sẽ mít lòng với nhau. Đó, cho nên là nói gì nói, ông bà nói đúng là vỏ ít chày có móng tay nhọn. Chứ mà trước đây một tuần lễ mà quý vị thấy anh Tiến, quý vị thấy tội nghiệp lắm. Anh nói lòng vòng mà không có đường ra. Và anh rất là sợ ông Võ Hoàng Yên. Nó ông vừa tâm linh mà vừa luôn giang hồ mà vừa luôn đổi thừa luôn. Tất cả những gì là chị cứ chia sẻ với quý vị là những gì mà em mới biết. Chỉ có một năm mà chị đã theo ông Yên là bao nhiêu năm rồi. Em nói không hoàn toàn là không sai miếng nào.